chào các cụ nhá. Lại là VinFast đây, lại là Luân Tùng đây. Em Y-check 3.2 2016 695 triệu. Thì em quay sang bên này, đây là giới thiệu ké thôi, biển Quảng Ninh thì quay sang em bên này nhá. Thì VinFast đã quá hot rồi. Các cụ dạo này hỏi rất nhiều. Thì nhà em nhập cả xe mới xe cũ nữa, cứ về xe này lại hết, lại sang xe khác. Thì em cứ quay cái dòng này cho các cụ xem thôi. Tại vì sao nó hot như thế? Giá thì nó đang quá mềm rồi, thậm chí bằng tiền những xe khác mà phân khúc hạng A từ 2014-2015, 2014-2015 giá tiền cũng xem như vậy nhé. Em đang ngồi trên ghế, ngồi một góc quay thôi, không phải quay nhiều cho các cụ xem làm gì nữa cả. Mà em này quay cũng nhiều rồi, thế nên là xe mới về bên em đang rất nhiều. Các cụ nào ở tỉnh xa xem kênh thì biết VinFast cứ về là hết. Đặc biệt là màu đỏ này thì còn, màu đỏ màu trắng còn. Em còn một em xanh cửu long nữa nhá, xanh cửu long còn duy nhất một em thôi. Có bác hỏi em màu ghi, màu ghi mà thực sự với mọi người là màu ghi thời điểm này là không có, sáng tháng mới lấy được xe. Nên cụ nào mà muốn lấy luôn thì là cứ đặt cọc lấy xe này về thôi, mới cứng 100%, bóc ni lông đi từ hãng ra thôi. Thì là ra tên ở Hải Phòng, các cụ biết rồi. Ưu tiên cho người Hải Phòng thì là ra tên ở Hải Phòng. Bản này là bản bay nhá, hai túi khí, điều hòa, không có màn hình, mâm thì mâm màu bạc, hết trang bị chỉ có vậy thôi, không có gì cả, không có gì thay đổi cả. 360 triệu, giá còn thương lượng mạnh nhá, còn thương lượng mạnh, em còn bớt cho các cụ nữa. Thì thực ra là các cụ nào ở Hải Phòng này thì mình mua về không phải sang tên nữa, mình mua về không cần phải sang tên, không cần phải rút hồ sơ vội. Để một thời gian thì bên em vẫn bao rút hồ sơ cho một thời gian nữa thì mình rút cho nó xe rẻ hơn. Bây giờ các cụ mà muốn rút ngay nó sẽ mất khoảng tầm đến 5-6 triệu tiền rút hồ sơ. Đấy là cũng là một khoản mà mình phải cân nhắc nhé. Thì như những cái chiếc xe này thì trả góp thì ngân hàng người ta chỉ làm việc một phát là xong, 70% banh tiền ngay là nhận thôi. Em nhận giao xe trên toàn quốc nhé. Cụ nào mà ở xa trong khu vực miền Trung, dưới miền Trung đấy thì bên em vẫn cứ nhận giao về cho xe lồng vào. Còn cơ sở thì nhà đây, rất nhiều xe. Cứ đến với em Luân Tùng thì rất nhiều lựa chọn nhé. Nhà còn khoảng 200 đầu xe nữa thì các cụ lựa chọn thoải mái. Em ngồi một chỗ em quay đấy. 200 đầu xe cơ. Không đến, cứ đến với em thì mình rất nhiều lựa chọn nhé. Vài ướt 30g, hatchback cũng 30 em. Cái dòng này thì còn bán tải là còn tầm chục em, chưa kể 7 chỗ nữa. Mà xe còn ở nhiều nơi chưa về, xe còn ở những tiệm dọn còn nhiều nơi còn chưa về. Thì 360 triệu, màu trắng, màu đỏ. Màu đỏ cũng gần hết rồi nhá các bác nhá. Nên các bác cân nhắc sớm, màu đỏ cũng gần hết rồi. Giờ màu trắng là có xe lấy luôn, nhưng màu đỏ là cũng gần hết rồi nhé. Nên là liên hệ sớm cho em. Em báo số điện thoại nhé, 0907719111. Em là Luân Tùng ở Hải Phòng nhé. Mời các cụ qua Đông Sơn, Trường Nguyên, Hải Phòng lái thử và trải nghiệm đi. Còn xe em đã cam kết là 100% rồi, không có gì để phải quay nữa cả. Chỉ đánh từ hãng về đến đây, ra tên người Hải Phòng rồi ly lông còn nguyên, tem mác còn nguyên. Lý lông còn nguyên, tem mác còn nguyên. Là giá trên là giá còn thương lượng nhá. Em giao trên toàn quốc, nhận banh 70%. Liên hệ với số điện thoại. Xe giao phát một thôi. Mời các cụ qua Đông Sơn, Trường Nguyên, Hải Phòng nhá. Cảm ơn anh em.